Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay thị trường phiên giao dịch buổi sáng đầu tuần đã kết thúc rồi. Thì tôi quay trở lại để đánh giá lại thị trường giúp quý vị và các bạn. Trước khi đánh giá lại thị trường thì tôi gửi lời cảm ơn đến hai bạn buổi sáng hôm nay. Một bạn có cái nick là anh Trần. Đấy, có cái kênh YouTube ấy là anh Trần đã chuyển khoản 500k mời cà phê tôi buổi sáng hôm nay về chốt một cổ phiếu. Và một bạn nữa thì bạn ấy không ghi tên nên tôi không biết là bạn ấy tên là gì. Và bạn ấy chuyển 300k cũng mời cùng cổ phiếu. Quan điểm của tôi là có lẽ là các bạn chốt hơi hơi sớm, bởi vì là cái cổ phiếu đấy nó vẫn đang trên đường băng thôi. Chưa thực sự cất cánh, đúng không? Tuy nhiên là các bạn, tôi nghĩ là cũng đã kiếm được khoản lợi nhuận cỡ khoảng 25%. Nếu như mua đúng cái điểm mà tôi gợi ý cho các bạn thì các bạn đã có thể kiếm được khoảng 25 hoặc là nhiều hơn. Đấy, tôi phỏng đoán thế thôi, còn tôi cũng không biết chính xác. Và một lần nữa tôi cảm ơn hai bạn đã mời tôi những ly cà phê buổi sáng hôm nay. Tiếp tục chương trình thì tôi sẽ quay lại để đánh giá thị trường. Thì phiên hôm nay là một phiên đẩy giá cao ngay từ đầu. Tuy nhiên đấy, cái biên độ dao động của phiên hôm nay là không có, gần như bằng không. Cái giá khi mà đẩy lên cao rồi thì nó không có biên độ, nó chỉ loanh quanh ở cái giá đấy thôi. Nó có dao động nhưng dao động nhẹ. Mặc dù vậy thì ở trong từng cổ phiếu cụ thể đấy, nó lại có cái sự dao động rất là mạnh đấy. Có nhiều cổ phiếu đẩy trần bán một loạt xong lại hạ xuống, xong lại đẩy trần. Và nếu như các bạn đánh giá được chính xác từng cổ phiếu, chính xác thì cũng không chính xác đâu, nhưng mà đánh giá được cụ thể những cái thứ ở trong cái cổ phiếu đấy để biết được là nó phân phối hay nó chưa phân phối thì các bạn không nên sợ hãi. Quan điểm của tôi là không sợ, vì chúng ta đã mua được ở vùng giá rẻ rồi. Thì chả có lý do gì chúng ta phải sợ hãi cả. Đấy, các bạn hình dung thế. Và các bạn nên chờ đợi thêm để có thể kiếm được những khoản lợi nhuận nhiều hơn. Đấy là cái chia sẻ đầu tiên của tôi. Tất nhiên là nếu như các bạn không mua đúng cổ phiếu ấy thì giai đoạn này rất là nguy hiểm. Bởi giai đoạn này mỗi một nó kẹt như thế này này là mà lại có nhiều cổ phiếu tăng trần ấy, thì nó sẽ tương ứng là có nhiều cổ phiếu nó giảm sâu. Đấy, các bạn phải hình dung thế. Khi mà nó không tăng mạnh, nhưng buổi sáng hôm nay là chỉ số đã đẩy một phát cao luôn là 7 điểm. Đấy, tương ứng với 0,52%. Chúng ta vẫn phải đợi quan sát thôi. Quan sát và dòng tiền giao dịch buổi sáng hôm nay thì là hơn 13.000 tỷ rồi. Nó là con số tích cực. Và khối ngoại là đã không bán ra đáng kể gì cả, bán có 68 tỷ thôi, rất là ít, không đáng kể gì. Thì đấy là những cái thông tin tích cực từ buổi sáng hôm nay. Và chúng ta xem cái VN30 thì chúng ta thấy VN30 buổi sáng hôm nay này, đấy là nhóm ngân hàng có vẻ như nó quay trở lại. Có vẻ thôi nhá, tăng liên tục mấy phiên rồi, đúng không? Phiên hôm trước và phiên hôm nay. Và nếu như nhóm ngân hàng quay trở lại và với cái lượng tài khoản mở đang lớn như thế này đấy, như tôi nói đấy, là lượng tiền đổ vào thị trường nó vẫn khoảng 20.000 tỷ mỗi tháng, thì sẽ đến lúc nhà đầu tư ngoại phải e ngại cái việc rút tiền, bởi vì rút tiền ra là mất cơ hội. Và khi người ta quay trở lại với cái lượng tiền nhập cuộc mạnh mẽ thì nó sẽ tạo ra một cái sự bùng nổ lớn. Đấy, bởi vì nhóm ngân hàng này nó có một cái tỷ trọng rất là lớn ở trên thị trường. Các bạn hình dung thế. Nhóm ngân hàng mà xanh là thị trường gần như là chắc chắn là xanh. Đấy, gần như là thị trường tăng điểm nha. Còn nhóm ngân hàng mà đỏ ấy, thì cái khả năng để xanh được là rất là khó. Đấy, nó phải cần hậu thuẫn của nhiều nhóm ngành. Đấy là cái chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, thì cái sắc xanh nó bao trùm thị trường rồi. Đỏ chiếm một ít thôi nha. Và chúng ta nhìn lại những cái tên đỏ này, VHM này, rồi VIC. Chúng ta nhìn lại xem cái cổ phiếu VHM này, để xem những cái bạn mà mua ăn cổ tức
có kiếm được cái gì không? Vẫn chưa có lãi nhá. Về cơ bản là vẫn chưa có lãi, nó vẫn bình thường thôi. Những bạn mà mua trên này thì lỗ nhiều rồi. Lỗ khoảng mấy phần trăm? 3-4% đúng không? 3-4%. Đấy, còn cơ bản là vẫn chưa có lãi. Và tuy nhiên ấy là nó cũng có một cái ưu điểm là khối lượng đang giảm đi. Đấy, ý muốn nói là người ta chắc là người ta sẽ có một cái tâm lý thoải mái hơn, người ta có thể giữ được lâu hơn nữa. Đấy, nếu như không có một cái lực đạp mạnh từ các cái quỹ hoặc là từ những nhà đầu tư lớn thì có lẽ là người ta sẽ cố để người ta lì, người ta giữ. Đấy, thì cái đấy là cái mà tôi không, không chúng ta phải đánh giá thêm những cái thông tin khác từ cái cổ phiếu này nhá. Còn thứ hai là con VIC. VIC thì bắt đầu lỗ nặng rồi. Đấy, những bạn bắt bắt đáy con VIC thì bắt đầu lỗ nặng rồi nha. VIC đấy sập rồi. Chưa biết thế nào đúng không? VIC. Con thứ ba tôi muốn xem cho các bạn Vinamilk. Vinamilk thì hôm nay rất tích cực nha. Đấy, đẩy lên. Không biết là nó có sẽ có tăng mạnh lên hay không thì không biết, nhưng mà đấy phiên hôm nay là đẩy giá lên này nhá. Bỏ bớt cái đấy, và nó cũng sideways được cũng khá là lâu rồi đấy. Đúng không? Từ tháng 6, từ tháng 5. Đấy, cũng 5 6 5 tháng rồi. Đấy. Và tiếp nối chương trình thì tôi vẫn chạy cái chương trình của tôi để tìm kiếm cơ hội cho các bạn. Hôm nay đã là ngày 20 rồi. 20 rồi và chuẩn bị kết thúc tháng 9 rồi. Hy vọng là tháng 9 này nó sẽ được một cái tháng tưng bừng hơn hơn cái tháng 8 đúng không? Tháng 9 này đến giai đoạn này là tôi đã lãi được gần bằng cái tháng 8 rồi. Còn 10 ngày nữa tôi rất hy vọng là nó sẽ có một con số tốt hơn. Có nhiều bạn hỏi về cái công thức mà tôi định giá ấy, thì công thức là các bạn phải tự xây dựng rồi nha. Cái đấy tôi vẫn khẳng định là tôi không chia sẻ những cái thứ như thế, bởi vì nó là công việc của tôi. Bây giờ tôi đang dùng cái đấy để tôi kiếm tiền thì tôi làm sao tôi chia sẻ cho các bạn được đúng không? Xây dựng cái file đấy nó có cái gì đâu, bây giờ các bạn biết hết rồi, các bạn chỉ xây dựng khoảng 1 tiếng là xong, chưa đến 1 tiếng, 3 phút là xây dựng xong cái file đấy. Nó có những cái bí mật ở trong đấy nó mới khó nha. Ngay cả viết code các bạn, mỗi cái code các bạn viết chỉ khoảng 5 phút là xong, chả nó rất là đơn giản. Và có mấy bạn nhắn để thuê tôi viết đấy, nhưng mà tôi khẳng định luôn là tôi không viết, các bạn tự tìm hiểu tự viết thôi, bởi vì nó có những cái bí mật ở trong đấy. Cái viết cái code đấy nó có cái gì đâu, viết code đấy rất là đơn giản. Và có nhiều bạn kể cả broker và các thứ đấy cũng cũng theo kiểu là thuê trả 50 triệu viết cái code mấy cái dòng đấy, nhưng mà tôi không ham tiền, 50 triệu tôi kiếm nó dễ mà nhá. Tôi cũng không ham, các bạn cũng muốn lấy một cái bí mật, nhưng mà tôi khẳng định luôn là nó là cái công việc của tôi, nên là tôi sẽ vẫn giữ cái bí mật đấy cho đến khi nào mà tôi không làm nữa, tôi thấy nó không hiệu quả nữa chẳng hạn, thì tôi có thể public cho các bạn. Còn tôi chia sẻ như thế này là đã là ấy rồi đấy. Các bạn broker, tôi vào trang web, tôi vào cái Facebook của các bạn, tôi biết ngay các bạn broker, các bạn nói là gửi tôi tiền thì tôi viết cái đấy, tôi viết ngay, các bạn đủ sức các bạn viết. Nhưng mà tôi khẳng định luôn ấy, nó không phải là về lập trình đâu. Lập trình của cái Ami Broker này này thì nó lại đơn giản, nó không khó như như những cái khác đâu. Đấy, nó khó cái là làm thế nào đấy để bạn đánh giá là cái cổ phiếu bạn muốn lấy ra nó là cái cổ phiếu nào ấy, thì nó sẽ hơi phức tạp, nó không phải dễ đâu. Nó đấy nó có nghĩa là không phải là dễ hay khó, mà là mỗi người nó sẽ có một cái cách đưa ra khác nhau, mô tả cổ phiếu khác nhau. Đấy, và có bạn bạn ấy muốn thuê tôi viết đấy, mấy bạn tôi xem, tôi vào
tôi vào Facebook của các bạn ấy tôi xem thì các bạn ấy toàn là broker cả, thì broker đương nhiên là người ta biết viết nha. Tôi nghĩ là không, bởi vì viết cái đấy nó đơn giản, nó không không giống như những cái lập trình phức tạp. Hôm nay có 33 cổ phiếu tăng mạnh buổi sáng nhá, 33 là nhiều đấy. Và chúng ta có đầu tiên là BMC này, VKC này, VKC thì vẫn trên tăng rất là kinh đúng không? Chuẩn bị gấp 4 lần rồi. HU4 này. Đấy, VC7 này. HHP. EVF. EVF thì có một bạn cũng đấy chuyển khoản cho tôi để tôi đánh giá cái cổ phiếu này, và tôi đã đánh giá, nếu như bạn nghe theo những cái đánh giá của tôi thì bạn đã có những cái lợi nhuận đáng kể rồi, tôi nghĩ là như thế. VIP này, VIP, VTO, rồi TDH, TDH vẫn tăng rất là mạnh nha. C4G, SAM, ASP, KHB, ART, DL1, VRC, VIG, HNA, HNG. HNG hôm nay đẩy đẩy tăng mạnh đấy, tăng như này là tăng rất là mạnh, tăng trần luôn đấy. Đấy, và tôi nghĩ là các bạn mua ở đây là khả năng thành công nó rất là cao, là đấy, tôi đoán thế. VPH, ITA, ILA, SHA, KSQ, SGF, VE9. Đấy, VE9 này tăng kinh không? Từ cái điểm tôi cho các bạn mua đến bây giờ nó tăng cũng kinh khủng đấy, tăng gấp gấp đôi rồi. DST, PXT, QBS, ACM, MCG, DLG, VHG và SDP. Có nhiều cái cổ phiếu nhá, các bạn hình dung ra ấy là nhìn cái nến không ấy, là không, kể cả nhìn cái nến kết hợp với khối lượng nha, cũng không biết được đâu, nhiều bạn cũng không biết được là nó là phân phối hay không đâu nha. Đấy, tôi khẳng định luôn, có rất nhiều bạn là sẽ nó phân phối hay không phân phối ấy, nó cũng nhiều yếu tố lắm, chứ không phải mình cây nến nào nhìn cái nến với khối lượng, không phải là cứ cây nến đỏ này dập xuống như thế này và khối lượng tăng như thế này là phân phối nhá, tôi khẳng định luôn là không phải như thế. Đấy, còn các bạn chỉ học lý thuyết về nến không ấy thì cái cây này là cây phân phối, chắc chắn là cây phân phối luôn. Nhưng phải phải nhìn vào cái lõi của nó, nhìn vào cái lõi sâu ở trong bên trong của nó đấy thì mới biết được là nó phân phối hay không phân phối. Và cái đấy là bí mật, các bạn cũng tự các bạn tìm hiểu nha, chứ không phải là cứ nhìn hình nến này phân phối. Vì thế nên tôi mới nói là các bạn học hình nến nhiều quá ấy, nhưng mà không sâu ấy là có thể là cũng không ăn thua đâu. Các bạn hình nào các bạn nhảy vào, các bạn ốp vào ấy là mất tiền là cái chắc, và nó chỉ có vài ba cái hình nến là kiếm được tiền thôi. ITA nhé, hôm nay dòng tiền vào mạnh đẩy giá. HPG thì vẫn lình xình thế thôi, nó vẫn bò lên như cây đỏ cây xanh đúng không? Đấy. SCR thì là một phiên tăng. HQC, HSG, BSR, SR thì có 3 cây giảm liên tục rồi, sau cái phiên mua thì có 3 cây giảm liên tục. Đấy. Và chúng ta có 4 này, 6 6 33 cổ phiếu tăng mạnh và 6 cổ phiếu có dòng tiền vào mạnh. Đấy, cuối cùng thì để lựa chọn mua hay bán các cổ phiếu thì các bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, cân nhắc kỹ đấy, và luôn luôn để cho mình một cái gọi là đề phòng những cái rủi ro bất trắc, và nó có những cái rủi ro mà chúng ta không lường trước được. Tôi khẳng định luôn, các bạn có phân tích kỹ kiểu gì thì kỹ rủi ro nó vẫn rơi vào đầu đấy, và chúng ta phải có phương án
Đấy là cái mà tôi khuyên các bạn phải có phương án. Nếu như có cái rủi ro đấy xảy ra thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Đấy, thì nếu như các bạn có sẵn phương án rồi ấy, thì các bạn tôi tin là sẽ có một lúc nào đấy tài khoản của bạn nó cứ sẽ tăng lên dần dần, nó tăng bền vững, nó tăng đều nhá, nó không tăng mạnh nhưng mà nó tăng đều. Còn những giai đoạn thị trường tăng mạnh thì tài khoản của bạn sẽ tăng mạnh. Đấy, cứ yên tâm như thế. Và đấy là cái cách mà tôi vẫn đang dùng cho các cái bạn mà tôi cố vấn tài chính. Và hiện tại đấy có một bạn bạn ấy cũng rất là băn khoăn về những cái cổ phiếu, lúc thì tôi nói bán, lúc thì nói ấy đấy, nhưng rồi bạn ấy bắt đầu cảm nhận được là như thế thì nó sẽ an toàn và lợi nhuận nó vẫn cứ tăng, thế là được đúng không? Chúng ta cứ ham để cho một cái quả lợi nhuận nó tăng lên thì đúng rồi, đúng sẽ có quả, các bạn tăng gấp đôi gấp ba, nhưng nó dập xuống các bạn chết sẽ mất nhiều hơn nha. Thì đấy là những cái chia sẻ để giúp các bạn hình dung ra, và các bạn sẽ nên xây dựng cho mình các kịch bản để mình ứng phó, thì cái đấy nó quan trọng hơn rất là nhiều so với việc là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền ở một cái cổ phiếu. Không quan trọng bằng cái việc là bạn xây dựng được các cái kịch bản. Và một lần nữa tôi cảm ơn hai bạn buổi sáng đấy, hai bạn buổi sáng thì một bạn tôi không biết tên là gì nha, chuyển tiền cho tôi không không biết tên là gì. Tôi cảm ơn các bạn đã mời cà phê tôi, và tôi chúc các bạn là kiếm được nhiều lợi nhuận. Đấy, kiếm được lời nhiều lợi nhuận. Đấy, những cái chia sẻ mà để cho các bạn có thể tìm kiếm được cổ phiếu ấy là tôi đã chia sẻ rồi. Còn hai cái chương trình chính của tôi là cái chương trình này và cái chương trình định giá cổ phiếu ấy là tôi không không chia sẻ được. Đấy, các bạn thông cảm cho tôi là cái đấy là nó liên quan đến công việc của tôi, nó liên quan đến những cái bí mật mà tôi có thể đoán được. Đấy, còn nhiều cổ phiếu là tôi phải đoán theo kiểu đoán mò đấy, tôi đoán là nó đang lên nữa, nó đang giảm nha. Đấy. Đấy, và các bạn nên nên tập những cái động tác như này này, ví dụ cái cây đỏ này này. Các bạn biết nó là cây này là cây phân phối hay là cây mua. Đấy, thì khi nào mà các bạn phân biệt được cái điều đấy ấy, là có nghĩa là các bạn đã có cái sự cảm nhận về thị trường rồi. Đấy, và lúc đấy thì các bạn bớt sợ hãi. Các bạn sẽ bớt sợ hãi, các bạn không sợ bị úp bô nữa. Đấy, các bạn sẽ biết. Nhưng đấy, cố gắng thì đấy là tôi gợi ý cho các bạn, thì các bạn về các bạn tự phân biệt. Cái cây đỏ này thì khối lượng tăng rất là mạnh như này này. Đấy, và giá nó bị dập xuống như này này thì cây này là cây mua hay cây bán, và nên mua hay nên bán nhá. Tất nhiên là nó phải tùy vào từng hình nến, chứ không nói được cái cây này, ví dụ nói cây này thì nó lại đấy, nhưng mà tùy vào từng cái hình nến cụ thể thì nó là cây mua hay cây bán, và tại sao nó là cây mua hay cây bán, hoặc cây xanh này này. Đấy, khối lượng to này, giá như này là cây mua hay cây bán, và dựa vào cái gì để có thể đánh giá được. Còn để chính xác 100% là không có đâu nhé, nhưng tôi chỉ cần chính xác đến khoảng 70% thôi là tôi quyết định được. Đấy, cái cách của tôi làm là như thế, tôi chỉ cần 70% thôi. Còn không may mà quyết định nó sai, nó chạm vào 30% thì tôi bắt buộc phải cắt lỗ thôi. Đấy, đấy là cái mà tôi chia sẻ để các bạn hình dung ra, và không 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 nói phét được đúng không, không không nói là ý, mua đi vào sẽ ăn, không nói được như thế. Và phải luôn luôn sẵn sàng cắt lỗ, khi mà nó chạm ngưỡng cắt lỗ là phải sẵn sàng cắt lỗ. Đấy là cái quy tắc của tôi làm việc, và tôi làm việc với tất cả các cái bạn mà tôi đang cố vấn đều như thế, là phải sẵn sàng cắt lỗ. Và tôi luôn luôn nói trước cái điều đấy cho các bạn là sẵn sàng phải cắt lỗ, chứ đừng có nghĩ đến chuyện lãi vội, đừng có nghĩ đến chuyện là sẽ kiếm được bao tiền bao nhiêu ngày, kiếm được bao tiền, không không có đâu. Cái giai đoạn lúc thì kiếm được nhiều, lúc thì kiếm được ít, và lúc có lúc là phải lỗ nha. Đấy, đấy là cái cách làm việc. Và tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi không phím cổ phiếu lên trên này. Còn các bạn cần xem cổ phiếu gì thì tôi vẫn đang sử dụng cái dịch vụ trong cái mùa dịch này, là tôi vẫn lấy theo kiểu là để cản trở những cái bạn mà bơm cổ phiếu rác vào thôi, chứ tôi lấy có 10.000 một cổ phiếu thôi. Và các bạn thấy đấy, sáng nay mọi người chuyển khoản cho tôi uống cà phê đấy, là tôi ngồi tôi gõ chán chê đi thì cũng cả mấy ngày thì mới được cái mấy bạn vào thì mới được cái số tiền như thế nha. Nhưng những bạn đấy là bạn ấy chuyển khoản cho tôi luôn như thế, và không có yêu cầu gì cả, bởi vì bạn ấy tìm kiếm thông tin ở trên kênh của tôi, bạn ấy có được lợi nhuận và bạn ấy nhớ đến tôi. Đấy, đấy là cái mà tôi nói với các bạn. Còn vẫn vẫn sẽ có những cái bạn mà thấy cái kênh của tôi nó không phù hợp bởi vì tôi không phím hàng, thì tùy các bạn thôi. Và tôi vẫn giữ quan điểm mà tôi chúc các bạn tìm kiếm được cái cơ hội ở những cái kênh khác đấy, để kiếm được lợi nhuận đấy. Và hy vọng có một ngày nào đó lại gặp lại các bạn ở cái kênh của tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.